Điểm danh những vịnh biển tuyệt đẹp ở Nam Trung Bộ. Nằm dưới chân dốc Găng thuộc địa phận các xã Xuân Thọ, Xuân Thịnh và thị xã Sông Cầu của tỉnh Phú Yên, vịnh Xuân Đài là một trong những vịnh biển đẹp nhất Nam Trung Bộ. Bờ vịnh có những bãi cát trắng, mịn, sóng êm, rất lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển. Nằm ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, vịnh Vũng Dô là nơi có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với núi non hiểm trở bao quanh. Ven bờ vịnh có một số bãi tắm đẹp như bãi Chùa, bãi Bàng, bãi Lau. Lòng vịnh có các nhà bè nuôi cá, là nét đặc trưng so với các vịnh biển khác trong khu vực. Nằm ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, vịnh Vĩnh Hy là một vịnh biển hẹp, được bao quanh bởi ba bề rừng núi bạt ngàn. Vào năm 2014, trang web du lịch giải trí Travelando Leisure đã bình chọn vịnh Vĩnh Hy là một trong 27 điểm du lịch nên đến nhất thế giới trong năm. Thuộc địa phận thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vịnh Nha Trang được ví như hòn ngọc của Biển Đông vì cảnh quan thiên nhiên đẹp ít nơi đâu sánh bằng. Vào tháng 6 năm 2003, vịnh biển này đã trở thành thành viên thứ 29 của câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Nằm ở phía đông thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, vịnh Quy Nhơn sở hữu rất nhiều thắng cảnh đẹp. Địa danh nổi bật nhất bên bờ vịnh là Gành Ráng, là một quần thể sơn thạch thuộc dãy núi Xuân Vân. Về phía nam của vịnh có bãi Sép, mệnh danh là hòn ngọc bí ẩn của châu Á. Nằm ở phía tây bắc của thành phố Đà Nẵng, vịnh Đà Nẵng có cảnh quan quyến rũ với mặt biển lặng sóng được bao quanh bởi núi non hiểm trở. Ven bờ vịnh có nhiều bãi biển đẹp như bãi Tiên Sa, bãi Đá Đen, bãi Dạng, bãi Bụt, hòn Chảo, hòn Hành. Thuộc địa phận thuộc thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, vịnh Cam Ranh vừa là một vịnh nước sâu có vị trí chiến lược của châu Á, vừa là một thắng cảnh đẹp của miền Trung. Bờ vịnh còn nhiều địa điểm hoang sơ, phù hợp cho du khách thích khám phá và trải nghiệm. Vịnh Nha Phu nằm ở phía bắc thành phố Nha Trang, là nơi hội đủ đặc điểm của một vùng sinh thái độc đáo, quý hiếm với núi rừng, sông suối và biển đảo. Vịnh biển này cũng nổi danh là vùng cá tôm trù phú, nơi cung cấp lượng lớn thủy hải sản cho tỉnh nhà và một số vùng lân cận. Kéo dài từ Mũi Né tới Mũi Kê Gà, vịnh Phan Thiết là nguồn kinh tế chủ đạo của Bình Thuận về du lịch và đánh bắt hải sản. Những điểm đến không thể bỏ qua dọc bờ vịnh này là khu du lịch Mũi Né, Mũi Kê Gà, Tháp Chăm Phố Hài. Vân Phong là vịnh biển lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa, được rất nhiều tổ chức quốc tế công nhận là vịnh biển có điều kiện trở thành một điểm đến du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Đây cũng là một trong 21 khu du lịch quốc gia của Việt Nam.